Chào các bạn, bây giờ chúng ta qua bài sử dụng Restatement để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server. Bài trước chúng ta đã biết cái insert rồi ha, bài này chúng ta làm thế nào để thay đổi thông tin. Vấn đề thay đổi thông tin thì chúng ta nó sẽ xảy ra thường xuyên trong quá trình chúng ta thao tác với hệ thống phần mềm ha. Tại vì khi chúng ta làm việc thì chắc chắn có những thông tin chúng ta phải thay đổi liên tục theo thời gian, do đó chúng ta phải biết cách update. Như vậy thì để update cho nó đơn giản nhất thì chúng ta sẽ dùng Restatement ha. Như vậy thì để update chúng ta sẽ dùng lệnh đó là update ha. Dùng cái lệnh update, cú pháp nó update cái bảng nào đó trong set này. Thợ set. Thì tất cả các đối số là chúng ta sẽ dùng dấu chấm hỏi, em thấy không? Đó. Thì dấu chấm hỏi đây chính là cái parameter này. Đấy. Chính là cái parameter ha. Như vậy ở đây chúng ta có 3 parameter tương ứng với 3 dấu chấm hỏi ha. Nhưng mà em để ý này, thứ tự nó thay đổi nha. Bây giờ ví dụ ở đây thầy đang để là gì? Set tên bằng chấm hỏi, rồi tuổi bằng chấm hỏi, sau đó que mã bằng chấm hỏi, vậy suy ra cái mã là cái đối số cuối cùng ha. Do đó ở đây thầy để ý là cái set mã này là số 3, là tương ứng với chấm hỏi số 3 này. Số 2 là cái tuổi đúng không? Là cái số 2 là chấm hỏi đây này, đó là số 2. Và cuối đầu tiên đó là cái tên ha, đó là số 1, em để ý nha. Chứ đừng có làm theo quán tính là chắc là mã đi đầu tiên là set string là số 1 là mã là chết ngay, tại vì phải nhìn cho chúng hỏi đây nè để chúng ta thiết lập đúng cái giá trị của nó ha. Rồi sau khi mà thiết lập đúng giá trị của nó rồi ha, thì chúng ta cũng gọi lệnh SQL update. Thì cái lệnh SQL update nó cũng giống như insert, nó sẽ trả về một cái số nguyên. Cái số nguyên này chính là số dòng được ảnh hưởng trong cơ sở liệu ha. Nếu như nó lớn hơn không tức là chúng ta đã cập nhật thành công. Ví dụ như là nó trả về số 5 tức là chúng ta đã cập nhật được 5 dòng dữ liệu ha. Và chúng ta để ý là đối với các lệnh update thì bắt buộc chúng ta phải có que ha. Tại vì nếu như không có que thì sao? Thì nó sẽ cập nhật tất cả các dòng trong bảng nó giống nhau y xì luôn, do đó rất nguy hiểm ha. Và thì trường hợp là update chúng ta phải có que để lọc đúng cái trường hợp mà chúng ta update mà thôi. Rồi bây giờ để demo cho cái phần source code về restatement của update này giúp chúng ta dễ dàng hiểu hơn, thì chúng ta sẽ mở cái phần mềm lên ha. Chúng ta tạo một bài mới cho thầy, đó là bài 45. Rồi chúng ta new bài 45 ha. New bài 45. Ta chọn tới gì? 45 ha, số code. Rồi finish ha. Rồi tương tự như vậy, từ cái bài 44 ha. Có thiết kế sẵn rồi đúng không? Những em nào mà chưa làm bài 44 thì các em bắt buộc phải quay lại bài 44 chúng ta học ha, cho nó hiểu. Tại vì học với thầy là không được nhảy cóc, phải làm đúng từng bước, đúng bài bản thì chắc chắn chúng ta sẽ làm dự án lớn ha. Như vậy từ bài 45 nó kế thừa giao diện từ bài 44 cho chúng ta đưa qua ha. Mà mục đích thầy tách ra như vậy để khi mà chúng ta lỡ mà có xem từng dự án thì chúng ta vẫn không có bị ràng buộc vào các dự án khác ha. Rồi chúng ta sẽ new một cái thư mục này. List ha. Rồi chúng ta chép cái gì? Chép cái SQL qua đây ha. Cái driver đó này, bấm chuột phải này. Bill bánh ha, add to bill bánh này, được chưa? Ở nguyên cục này ha, này ha, em làm cho thầy đó là bộ đen này, cần chuẩn C, qua đây cần chuẩn V, công nghệ cao ha. Và chúng ta rảnh ra ngồi chúng ta thiết kế lại từ đầu cho lâu, cho mất thời gian cũng được ha. Bài 45, đó là project, roboty, là AD ha, đó em chọn là UTF-8 cho thầy này, bấm OK. Rồi chúng ta chạy lên kiểm tra cái ha, M1. OK, có đầy đủ đó, bây giờ chúng ta làm thao tác gì? Là lưu ha, lưu, nhưng mà chúng ta kiểm tra lưu này nó có hai chức năng này. Nếu như mà cái mã này nó đã tồn tại rồi thì coi như update ha, còn chưa tồn tại chúng ta phải insert. Do đó chúng ta phải luôn luôn kiểm tra là cái mã đó tồn tại hay chưa, tức là chúng ta phải viết code chúng ta kiểm tra ha. Và như vậy chúng ta quay lại cái phần giao diện, cái phần CD UI này, để chúng ta viết cái lệnh là kiểm tra coi mã đó tồn tại hay chưa ha. Rồi như vậy là từ cái hàm này ta bổ sung thêm này, ta gọi là public ha, bool này, ghi gì, kiểm tra mã tồn tại ha, ta có string mã này. Rồi cái này chúng ta sẽ dùng restatement để chúng ta truy vấn theo cái mã đó ha. Đấy, chúng ta có nhớ try catch ha, try catch, cứ nhớ là có tương tác cơ sở liệu thì phải có try catch, tại vì nó sẽ sinh ra lỗi ngay. Rồi đây là có gì, kết thúc cái này mà không có gì hết tức là phone là không tồn tại. Thì ta làm này, string SQL bằng gì, select sao, from gì,
từ bảng này đúng không? Từ cái bảng này nè. Đó. Que gì? Mã ha. Que mã nè. Bằng chấm hỏi. Được chưa? Bằng chấm hỏi. Và ở đây nó chỉ có một đối số thôi. Mà mã mình có thể chuối. Vậy suy ra chúng ta có gì? Một cái repair statement ha. Bằng này. Function ha. Chấm repair. SQL chuyển vào ha. Ta có một đối số này chúng ta phải là gì? Set string nha. Số 1 truyền vô này. Đây chính là mã này. Đó, kiểm tra mã nó tồn tại không. Thì ta đơn thuần chúng ta chỉ cần là return gì? Ta có gì? Return set ha. Return set này. Sẽ bằng repair statement ha. Chấm gì? SQL query. Và chúng ta return ha. Ở đây chúng ta đừng có làm chung đi. Chúng ta làm riêng đi là return set ha. Một cái return set riêng. Một cái RS. Return RS.net ha. Đó. Tức là hỏi coi nó có dữ liệu hay không. Nó đứng hỏi coi net tức là đọc dữ liệu và di chuyển qua cái gì? Dòng kế tiếp. Mà net nó bằng phone tức là coi như nó không tồn tại. Mà net nó bằng true thì nó sẽ tồn tại ha. Và đây chính là cái hàm là gì? Dùng repair statement ha. Để gì? Để chúng ta có thể gì? Truy vấn ra một cái CD DVD collection mà dựa vào một cái mã nào đó ha. Thì cái số 1 này này nó sẽ gì gắn giá trị cho những chúng hỏi đầu tiên này ha. Và đây chúng ta chỉ có một dấu chấm hỏi thôi. Suy ra chúng ta chỉ có một cái lệnh set string mà thôi ha. Và bây giờ chúng ta tiến hành vào phần lưu này. Lưu ha. Và xử lý tiếp này. Ta có đơn thuần là gì? Là nếu kiểm tra ha, mã tồn tại TT mã get test ha. Thì ta di option luôn, ta show message, ta để đó ha. Ví dụ ta show message này, ta là mã gì? TT mã ha. Get test. Đã tồn tại này. L ta làm này ha. Đó. L chúng ta lưu. Vì thao tác lưu thì phải hai trường hợp, một là chưa có gì thì chúng ta insert bình thường, em thấy chỗ này không? Đó, dùng parameter ha. Không thì chúng ta sẽ báo là đã tồn tại ngay, ví dụ ta thử chạy này, cần cho SP1 ha. Ngay đầu ta cố tình ta nhập luôn là mã là SP1 nha, tên là XYZ gì đó đi, lưu này. À, ta gọi lệnh như sao không nói gì ta? Nếu kiểm tra tồn tại BT là lưu ha, xử lý lưu. Là báo lỗi gì nè? Là incorrect syntax near sound gì đó, tức là cú pháp SQL nó làm sai này, được chưa? À, ta nhớ mở lên ta coi lỗi ha. Thì cái console này hay lắm, khi có lỗi nó sẽ xuất ra thì chúng ta có thể vào window gì, show view này, thấy console không? Thì chúng ta lấy được kết quả này ha. Vậy thì near sound tức là câu truy vấn bị sai đó, để em kiểm tra chỗ kiểm tra nữa nè. À, chỗ gì? À, là select sound from, chỗ kiểm tra trùng nhau đó. Select sound from where, select viết sai này, à select sai rồi, select ha, à, select, rồi ta chạy lên ha, rồi ta nhận SP1, XYZ lưu ha, nó báo này, mã sản phẩm 1 đã tồn tại thấy không? Vậy thay vì chúng ta xuất là đã tồn tại thì chúng ta sẽ gì? Lưu xuống ha, chúng ta update thông tin cho nó, rồi em coi ha. À, ta có gì chúng ta vào là cái phần lưu này. Ta thầy thông báo này chúng ta sẽ hỏi là mã tồn tại này bạn có muốn cập nhật dữ liệu không? Bình thường ta làm gì? Đó là in một cái red ha, bằng gì? The option band chấm gì? Show confirm ha. Show confirm dialog này. Show một cái confirm dialog mà chúng ta phải hỏi gì? Đã tồn tại. Bạn có muốn cập nhật không? Rồi. Đây là thông báo ha. Đây là chúng ta có gì? The option band gì? Chấm này. Get no option ha. Enter xuống em ngó cho thầy này, enter xuống ha. Enter xuống này. À, như vậy chúng ta có một cái gì? Message hiển thị lên và hỏi người ta bấm có thì chúng ta mới update, còn no thì không không làm gì hết ha. Có gì nếu gì? Thì so sẽ bằng the option band, mà như chúng ta no option thì chúng ta không làm gì hết đúng không? Ta return thôi, đâu làm gì đâu. Tại vì nó gì? Nó chọn không mà, không thì thôi.
thoát, bỏ khỏi chức năng này ha, thì thân nó còn có thể update này. Thì câu lệnh update chúng ta làm như thế nào? Bạn có try catch ha, exception ha, exception này, rồi exception chấm restart chain này ta làm ha. Update thì làm như thế nào? Ta đã học rồi đúng không? Ta train này SQL ha, bạn gì? Update cái bảng đó, bảng đó là bảng nào? Bảng đó là bảng này này, là bảng CD DVD collection này. Đó, về. Rồi set ha. Thiết lập các thông tin lại này, là cái tiêu đề. Bảng chấm hỏi, được chưa? Rồi sau tới gì? Lại đĩa. Bảng chấm hỏi. Đấy, có chứ phải không? Vậy đi ha. Rồi có gì tiếp? Năm xuất bản ha. Bằng chấm hỏi. Que ha. Mã bằng chấm hỏi. Đó ha. Vậy ta coi này. Đó đang là chúng ta gì? Tên tuổi chấm hỏi, tên bằng chấm hỏi, hỏi phẩy này, tuổi bằng chấm hỏi này, que. Vì ở đây có mỗi có 3 cột, nhưng mà ở đây chúng ta có mấy? Bài này chúng ta có 4 cột này. Là cột mã này, cột tiêu đề, cột loại đĩa, cột năm xuất bản này ha. Thì ở đây là tiêu đề sẽ đi với số 1, loại đĩa đi với số 2 ha, năm xuất bản đi số 3 và mã đi với số 4 nha. Theo tự đi từ 1 em chú ý nha. Để chúng ta có gì? Rebase statement này. Sẽ bằng collection ha. Chấm rebase statement SQL ha. Thì bây giờ chúng ta phải tiến hành gì? Gắn giá trị. Ta phải tiến hành ha. Tới đây đi, ta phải gì? Tiến hành gắn giá trị cho từng cái đối số đó, tức là từng cái dấu chấm hỏi đó em thấy không? Là có gì? Là rebase statement chúng ta set string tiêu đề ha, là số 1 này, là tiêu đề nó là tt, là tên đó ha, get test. Rồi rebase statement ha, set lại đĩa này, set string này ha, là số 2. Vậy là chúng ta là tt loại ha, get test. Năm xuất bản này thì chúng ta là rebase statement ha. Ta có là rebase statement. Ta set gì? Set in ha, em có là số 3 này. Ta có gì? Là integer ha, chấm bạc gì? Năm xuất bản ha. Là tt năm xuất bản này. Chấm get test. Que mã là mã gì? Chúng ta có là rebase statement ha. Set string này. Mã nào? Mã phần số 4 đúng không? Số 4 này. Ta truyền vô đó là tt mã ha, chấm get test. Như vậy rõ ràng là tới đây chúng ta đã gán được hết các thông tin cho các gì dấu chấm hỏi đúng không? Đây trường hợp này chính là rebase statement ha. Khi chúng ta dùng dấu chấm hỏi là tuyệt đối không được dùng statement, tại vì nó báo lỗi ngay lập tức ha. Do đó có dấu chấm hỏi tức là có truyền parameter thì em dùng rebase statement. Thì nhớ ha, thì nó có bao nhiêu dấu chấm hỏi thì chúng ta xét từng đó lần. Vậy dựa vào mắt thường ta nhìn thấy là có 4 đúng không, thì chúng ta là xét 4 lần. Và chúng ta phải gán đúng cái kiểu dữ liệu nó này, tiêu đề này, loại đĩa này. Thì là chuỗi này, năm xuất bản kiểu in là đúng này. Và cuối cùng là lại mã chuỗi này. Rồi sau khi gắn các thông tin cho các dấu chấm hỏi trong câu SQL thì chúng ta sẽ gọi lệnh là SQL update x bằng replacement chấm gì SQL update ha. Thì tương tự như trong insert thì SQL update nó cũng gì trả về cái số dòng bị ảnh hưởng ha. Thì do đó chúng ta kiểm tra là nếu x lớn không, x lớn không tức là gì, tức là có dòng bị thay đổi ha. Có dòng bị thay đổi thì ta hiển thị lại thông tin thôi, chúng ta gì là hiển thị này toàn bộ ha, CD DVD ha, ta chạy này cần cho F11 ha. Chúng ta chạy cần cho F11 lên, ta quan sát kết quả này. Em thấy ha, bây giờ thầy chọn là sản phẩm nhập thêm cái mới đi, sản phẩm 5 ha. Này ghi đây là đĩa khéo tay hay làm, lại là DVD ha, 52009 lưu này là có đúng không? Bây giờ chúng ta phải sửa lại này. Ví dụ ở đây là khéo tay hay làm, ta sửa lại ha, là thành gì? Khéo tay hay ăn đi, thử coi, ta bấm lưu ha. Này. Thì nó báo được ngay là gì? Là mã SB5 đã tồn tại, bạn có muốn cập nhật không ha? Ở đây chúng ta chọn Z này. Thì nó sửa lại khéo tay hay ăn, thấy không? Bây giờ chúng ta thử nhấn vào từng cái coi để nó hiển thị lại thông tin ha. Nhấn vào từng cái này này, từng dòng chúng ta chọn, em thấy không? Đó, để nó hiển thị lại thông tin trên đây thì chúng ta làm như thế nào này?
ta sẽ viết sự kiện mount ha, là TBL ha. S mount listener new này. Ta phải có gì? In row ha, bằng table ha, chấm gì? Get selected row ha, get selected row này. Thì ta có là nếu nó bằng -1 thì không làm gì cả ha, nếu row mà bằng -1 thì không làm gì cả. Còn không chúng ta lấy được cái mã ra đúng không? Ta có gì? Không làm gì cả, cái này ta lấy được mã ra string này, mã này ha, bằng gì TBL ha, chấm gì get value ha. Cái dòng thứ row và cột đầu tiên đúng không? Cột số 0 đúng không? Thì chúng ta lấy được cái mã ra. Để có mã ra thì chúng ta mới truy vấn theo mã đúng không? À, ta truy vấn theo mã ở đây ta có chưa? Có cái chỗ nào mà truy vấn theo mã nha. Chưa đúng không? Chưa thì tự viết này. À, ta sẽ tự viết thêm một cái là truy vấn dữ liệu theo mã. Chỗ này ha. À, chỗ là kiểm tra tồn tại này. Ta copy bán ha. Cần nhân xe này. Voi ha. Hiển thị chi tiết. Hiển thị chi tiết chính là mã này gì? Thì chúng ta có câu chấm hỏi đây rồi đúng không? Mã ha. Sửa lại tại vì hiển thị chi tiết nha. Chúng ta chuyển mã vào này. Thì cái này giống nhau ha. Thì chúng ta làm gì? Resenset.net. Thì chúng ta nếu ha, nếu nó .net là có dữ liệu gì? Nếu có dữ liệu thì chúng ta đọc lên đưa lên giao diện luôn ha. Tôi có gì là tt mã này. Set test ha, bằng rs get string này, ví dụ ở đây thầy lấy số 1 luôn này ha. Mà mấy lúc nãy là thầy dùng cái tên cột đúng không? Bây giờ thầy dùng số thứ tự. Và chúng ta là chuyển mã tên tiêu đề hoặc là chúng ta chuyển số 1 này, số 2, số 3, số 4 ha. Và chúng ta chuyển 1 2 3 4 luôn này. Số 1 tt tiêu đề ha. Set test này. RS ha. Get string này. Số 2. Rồi mã tên rồi đến gì? À, loại đúng không? TT loại này. Ta set test ha. RS này. Chấm get string ha. Đây là số 3. Và cuối cùng năm xuất bản là TT ha. Năm xuất bản này chúng ta set test ha. Set RS chấm gì? Get in ha. Năm xuất bản là số 4 này. Rồi tại lên test coi nó ra gì? À, ta gọi nó đã chưa gọi này, hiển thị chi tiết ha, hiển thị thông tin chi tiết dựa vào cái mã nào đó. Thì thông thường hiển thị chi tiết là người ta dựa vào mã người ta mới hiển thị được ha. Còn theo tên thì rất khó tại vì tên có thể trùng nhau. Rồi ta coi lại cái mao này, add event ha, ta gọi này ha, là hiển thị chi tiết, em truyền cái mã vào thầy, được chưa? Sau đó chúng ta gõ control F11 để chúng ta chạy lên chúng ta test này. Ta nhấn lên theo, nó chạy theo này, như là đĩa khéo tay hay ăn này, rồi đĩa xén này, vân vân ha. Đó. Như vậy là tới đây thầy đã hướng dẫn các em xong cái trường hợp là dùng Rebase Statement ha, để chúng ta gì xử lý update một cái dữ liệu trong cái cơ sở dữ liệu như thế nào. À, và chúng ta cần kiểm tra là khi có sự trùng nhau thì chúng ta phải nhớ xác nhận confirm, tại vì thao tác đó có thể do người ta nhầm ha. Và chúng ta luôn luôn if else trong trường hợp này để chi, để có một cái nút lưu mà nó sẽ thực hiện được cả hai thao tác là vừa insert và vừa update thì nó tiện lợi hơn ha. Tại vì chúng ta không thể có hai nút được, vừa nút lưu mới, lưu update thì nó rất mất thời gian cho người dùng ha, mà chúng ta cứ có một nút lưu thôi thì phần mềm chúng ta phải thông minh, nó tự động hiểu là khi nào thì nó update, khi nào thì nó lưu mới ha. Rồi các em nhớ làm lại bài này nhiều lần ha. À, chúc các em thành công.